Anh coi anh ký hợp đồng giùm em đi. Cái hợp đồng này á, em đã xem xét kỹ lắm rồi đó. Mình làm nhanh gọn, còn làm việc khác nữa. Sao anh thấy chiết khấu cho khách nhiều vậy em? Dạ, thì người ta cũng nói với em á là chiết phần trăm cho em rồi. Anh giúp đỡ em được không? Vậy là em xem xét kỹ đúng không? Ừ, em xem xét kỹ lắm rồi. Rồi, ok. Tôi nói với cô rồi, mấy cái hợp đồng này tôi không có ký đâu. Chưa qua tu viện mà đã làm ẩu làm tả rồi. Với lại mai mốt đi làm ăn mặc cho đàng hoàng nghe chưa? Ăn mặc cái gì đâu mà hở hang vậy? Hả? Tin tôi đuổi việc không? Tôi nói với cô rồi, trong công ty của tôi là có quy tắc đàng hoàng. Với lại tôi đã có vợ rồi, cô đừng có hòng vô đây mà dê dãn tôi. Ra ngoài làm việc đi. Nhắc nhở bao nhiêu lần rồi cũng vậy. Ôi, hello bạn. Sao lại lớn tiếng với người ta quá vậy? Đừng cái nghĩ mình là làm cao rồi mình không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Bạn không cần mặt mũi nhưng mà người ta lại cần đó. Có đâu bạn ơi, tôi nói với bạn á, nếu mà cô ta cần mặt mũi á là cái nghĩ cái mặt cô ta cũng phải tám lớp phấn dày rồi đó. Tôi nói thiệt nha, chẳng qua là cô ta làm gì cũng được nên tôi giữ lại, chứ không là cái thể loại này tôi out lâu rồi. Trời, vậy luôn đó hả? Chứ sao? Trời ơi, ông trời ngó xuống mà coi bạn tôi kìa. Ông mà làm vậy á thì mấy anh em tôi là chết đói hết làm sao? Ông không cần nhưng anh em của tụi tôi cần. Ê, tôi cảnh báo với ông trước nha. Vụ gì? Đồng nghiệp công ty á, cái nào ra cái đó. Ừ. Ông mà nhúng sâu vô á là coi chừng nhúng vàng nha. À, giờ mới lộ ra nha. Thì ra là bạn của tôi sợ bị nhúng chàm không rút ra được cho nên nhát đúng không? Tới đi, tụi tôi bảo kê cho. Bậy, tôi là người đàn ông đã có gia đình, tôi rất là thương vợ thương con, không có bậy bạ gì được, bạn hiểu không? Bộ ông ăn chay trường giống như Đường Tăng hả? Ông không thèm hả? Giỡn, thôi tập trung, hợp. Thôi, qua bệnh trước đi, tôi qua liền. Giỡn xíu mà căng ghê. Tối ngày giỡn nhây nhây là hay à. Rồi giám đốc vô kìa. Hello bạn, tới sớm vậy bạn. Chào bạn. Chào em nha. Chào em. Ủa, ai đây? À, giới thiệu với mọi người, đây là bà xã của Khánh, tên Hân. Dạ, em chào mọi người. Ê, coi kìa, đúng là vợ cáo chồng tiên. Trời, nghĩ sao ông Khánh ông đẹp trai vậy á, mà đi chung với bà vợ. Trời, tôi nói nhìn nó chán, mà nó quê mùa, không xứng tí nào luôn á trời. Nói lớn người ta nghe bây giờ. À, trước khi đến đây á, thì vợ tôi có đi chăm sóc người thân ở bệnh viện, nên chưa kịp sửa soạn gì hết á. Nói chung là sẵn đây thì Khánh cũng nói với mọi người luôn là đứng sau sự thành công của Khánh ngày hôm nay á, là hoàn toàn một tay của bà xã hết. Khánh là chỉ có việc là làm việc thôi, còn bà xã là cái hậu phương rất vững chắc cho Khánh. Tính ra về cái vấn đề mà hai đứa có xứng đáng hay không á, thì Khánh mới là người không xứng đáng với vợ. Tốt, như vậy mới gọi là bạn của tôi. Mình là đàn ông trong gia đình, làm gì nữa, phụ nữ phải là trên hết. Phải ga lăng, phải yêu thương vợ con. Thôi, chưa được ăn nha. Em ơi, cho menu. Thôi, vô đi. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Vô. Ừ. Em gái, lần đầu tiên gặp em, anh xin phép mời em. Ok em, vô em. Vô. Ừ. Đi đâu vậy? Yếu quá. Em muốn ít thôi nha, để xịn á. Dạ, em biết rồi. Em mắc toilet quá. Cầm lên, cầm lên. Không có cái vụ mà nhấp môi để xuống. Đi vệ sinh cái nha bạn. Nhanh nha. Ok. Vô đây. Xịn vô là nhìn em là tươi trẻ, cũng quyến rũ á. Hèn chi Khánh quá trời yêu. Mẹ thổi bánh kem đi mẹ. Chúc mừng sinh nhật mẹ nha. Mẹ cảm ơn con dâu đã tổ chức sinh nhật cho mẹ. Hoành tráng quá đi hả. Mẹ vui và hạnh phúc lắm. Cảm ơn con nha. Không có gì đâu mẹ. Con có món quà bất ngờ này muốn tặng cho mẹ nè. Bé gái nè. Bé gái có một cô con dâu như chị Hân á, vừa nhiệt tình, chu đáo, lại tâm lý nữa. Tôi mời mọi người xem với tôi đoạn clip ngắn này. Em
giận mà. Mở ra đi. Ý, sao giống sếp với lại thư ký của mình quá vậy? Không phải là anh thích là người của gia đình hả? Chỗ đông người á, công sở anh phải nói vậy để cho người ta đừng nghi ngờ hai đứa mình. Chứ lúc nào á anh cũng nghĩ tốt cho em mà. Anh xảo à, anh nghĩ tốt cho em hay là anh nghĩ tốt cho anh thôi? Tốt cho cả hai, được không? Bây giờ anh sẽ bù đắp lại cho em nha. Bù đắp gì? À, nè. Nhớ quá rồi hả? Bởi người ta nói đâu có sai, càng ngọt ngào thì càng lừa dối. Bởi tôi ế này thấy không, cũng có lý do chứ bộ. Đàn ông toàn là lừa dối không mà. Tại sao cô làm vậy? Cái chuyện cá nhân của tôi á, tại sao cô phơi bày ra cho mọi người biết vậy? Anh có gan làm mà anh không có gan nhận hả? Anh nghĩ anh giấu kỹ vậy sao? Anh đừng bao giờ xem thường giác quan thứ 6 của phụ nữ. Anh diễn hay lắm, hay đến mức mà cả công ty ai cũng ngưỡng mộ anh hết. Anh đúng là loại đàn ông dẻo miệng mà. Lúc trước á thì cọc cằn thô lỗ với tôi, rồi tự nhiên cái anh ngọt ngào là tôi biết thế nào anh cũng làm chuyện có lỗi với tôi mà. Trực giác của phụ nữ không bao giờ sai đâu. Tại sao con sống tồi tệ như vậy hả Khánh? Con hân vợ con nó chưa đủ tốt hay sao mà tại sao con ra ngoài con ngoại tình như vậy hả? Con xin lỗi mẹ, con cũng không muốn mẹ chứng kiến những cảnh này đâu. Nhưng mà thật sự con không thể nào tha thứ được cho anh. Bây giờ mẹ muốn tính sao thì mẹ tính với anh đi, con hết lời rồi. Mẹ, mẹ bình tĩnh nghe con nói là mẹ. Không. Mẹ, dạy mày sống như vậy hay sao? Nếu mày không phải là giám đốc thì mấy cái con thư ký như thế này nè, nó có bám theo mày, có dè dãn mày hay không? Mẹ, mẹ tha cho con lần này đi mẹ. Im. Còn cô nữa, tôi nhìn cô cũng đẹp người quá mà, mà sao cái nết không có đẹp vậy? Làm người không muốn, muốn làm con giáp thứ 13 hả? Lần này là lần đầu, xem như tôi tha thứ cho cô. Nhưng mà tôi cảnh cáo cô nha, kể từ bây giờ cô mà còn lén vén với con trai của tôi nữa thì cô đừng có trách tôi. Dạ dạ con biết lỗi rồi cô, con sẽ không bao giờ gặp lại ảnh nữa đâu. Cái này là lỗi lầm của con. Con xin lỗi mọi người ạ. À. Em xin lỗi ạ. À. Biến đi. Còn đứng đó làm gì? Đi về. Cứ nghĩ là qua đây được ăn uống vui chơi này nọ, ai ngờ phải hít trùng ra ma. Nãy giờ tôi tưởng là coi phim không luôn á. Thiệt là ghê gớm quá mà. Tôi còn không ngờ nữa mà. Thôi đi về, việc này chưa có dừng đâu. Ừ, đúng, đúng rồi đó mẹ. Con nhỏ tiểu tam đó, nó gài bẫy con đó. Một mình nó thôi, chứ con thật sự là con không có thương yêu gì nó hết đó mẹ. Mẹ phải tin tưởng con nha. Gài bẫy mày như thế nào? Gài bẫy mày để làm cái gì? Mẹ ơi, con nói mẹ nghe nè, là cái bữa đó là con bị nó chuốt say quá, con không có biết trời trăng mây gió gì hết á. Rồi con nhìn nó mà con cứ tưởng là vợ của con nên con mới ôm hôn vậy thôi. Chứ thật sự là con rất là chung thủy vợ con. Đủ rồi. Hồi nãy mày nhìn á, có cái chỗ nào mày say xỉn hay không? Có chỗ nào mà mày bị người ta chuốt say hay không? Hay là mày giống như một cái con hổ vồ mồi hả? Mày ỷ mày có chức giám đốc, có quyền có tiền, mày đi dè dãn hết thư ký này đến thư ký nọ hả? Mày nhìn vợ mày đi. Nó là một đứa ngoan hiền, hiếu thảo, lo trong lo ngoài, từ chuyện nhà công ty cho đến chuyện hai bên gia đình. Đáng lẽ ra mày rảnh mày phải về nhà mày phụ vợ mày chứ, tại sao mày đi ra ngoài mèo mỡ gà đồng hả? Tao sẽ nói lại với ba mày. Mẹ, cắt chức giám đốc mày ở công ty. Đừng có mẹ. Lấy lại hết những cổ phần mà mày đang đứng tên. Mày không còn một đồng nào. Thử xem có con nào nó bám theo mày nữa hay không. Mẹ, mẹ đừng có đối xử với con như vậy mẹ. Con là con ruột của mẹ đó, mẹ. Còn con Hân, bây giờ tao sẽ dẫn nó về bên nhà anh chị, nói chuyện và xin lỗi anh chị. Mày, mày cuốn gói ra khỏi nhà tao luôn. Nhà này là nhà của tao, tao sẽ lấy lại hết. Mẹ, mẹ.